Minh Đường Tử Vi Hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bước sang tháng 1 âm lịch năm 2022 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuổi dậu tháng 1 năm 2022 âm lịch chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, cẩm nang vượng vận cho từng tuổi trong tháng. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Tử vi tuổi Dậu tháng 1 âm lịch năm 2022 về phương diện sự nghiệp. Xem tử vi cho thấy, trong tháng đầu tiên của năm nhâm dần này với người tuổi Dậu, bạn đang có điểm báo ít có khả năng đạt được những bước tiến vượt bậc trên phương diện sự nghiệp của mình vào đầu năm 2022 này. Có lẽ bạn cần nhắc nhở mình tập trung hơn vào nhiệm vụ, tránh để không khí ăn chơi, lễ hội gây ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của mình. Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh không duy trì được hứng thú có thể khi mới bắt tay vào công việc bạn rất nhiệt tình hăng hái nhưng lại thường xuyên bỏ dở nhiệm vụ giữa chừng thậm chí làm phiền người khác phải giải quyết hậu quả giúp mình trong tháng dưới tác động của Nguyệt lệnh mộc dục có lẽ bạn vẫn còn ham vui chơi trừng diện nên khó có thể tập trung vào các nhiệm vụ điều này ảnh hưởng lớn tới tinh thần của bản mệnh bạn đang còn thích hưởng thụ nghỉ ngơi hơn là bắt tay vào công việc cho dù mọi người xung quanh đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình thì bạn vẫn có vẻ khá nhờn nhơ và với bạn tuổi dậu nếu cứ tiếp tục như vậy bạn không chỉ khiến thành tích của bản thân sụt giảm mà còn đánh mất niềm tin của người khác gây ảnh hưởng tới sự phát triển tương lai người trẻ tuổi cần nhắc nhở mình kiên trì hơn khi thực hiện bất cứ công việc nào chớ hăng hái lúc đầu rồi về sau lại thành ra chán nản bỏ giờ giữa chừng khi đưa ra quyết định bạn cũng cần phải cân nhắc kỹ càng các mặt khó khăn và thuận lợi đừng nông nổi khiến bản thân vướng phải rắc rối không đáng có nếu cảm thấy băn khoăn, mông lung về con đường tương lai, bạn cũng có thể tâm sự với những người giàu kinh nghiệm hơn mình, đối phương có thể đưa ra cho bạn những gợi ý hữu ích. Thiên hình là hung tinh còn gây ảnh hưởng xấu đến bản mệnh, nhất là ở những người quyền cao chức trọng, hoặc những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực mình công tác. Bản mệnh vốn là người giỏi giang, bản lĩnh, nhưng lại thường xuyên kiêu ngạo, nóng nảy, hành sự bất cẩn, không nghe theo lời góp ý, khuyên nhủ của người khác. Bạn cần nhắc nhở mình cân nhắc kỹ càng hơn khi làm việc, tránh để xảy ra thị phi, rắc rối. Tử vi tuổi Dậu tháng 1 âm lịch năm 2022 về phương diện tài lộc. Xét về phương diện tài lộc của người tuổi Dậu trong tháng 1 âm lịch 2022 này, tử vi cho thấy vận trình tài lộc của người tuổi Dậu có dấu hiệu dậm chân tại chỗ trong khoảng thời gian này. Bạn khó đạt được thành công như người khác, một phần cũng bởi cái tính cả thèm chóng chán, không kiên trì khi gặp phải khó khăn, thách thức. Nguyệt lệnh mộc dục khiến bản mệnh chỉ hăng hái làm việc trong khoảng thời gian đầu tiên sau Tết, khi mới bắt tay vào công việc sau đó những việc lặp đi lặp lại khiến bạn cảm thấy chán nản muốn bỏ giờ giữa chừng hoặc có làm thì cũng làm một cách đối phó cho xong chính vì vậy mà đồng tiền chảy vào túi của bạn khá nhỏ giọt những người trẻ tuổi còn ít kinh nghiệm làm ăn nên nhân thời điểm này học hỏi thêm những kiến thức cần thiết không nên vội vã bắt trước theo người này người khác mà đầu tư về tài chính kẻo lại rơi vào cảnh thua lỗ về tiền bạc bên cạnh đó hãy dành thời gian để tiếp thu kinh nghiệm từ những người đi trước đồng thời nhờ đối phương định hướng cho mình bởi nếu không bạn rất dễ lạc mất phương hướng của mình lại thêm trong tháng đang có tác động của tiểu hao là hung tinh chiếu mệnh đồng tiền chảy vào túi bạn đã nhỏ giọt lại phải tốn quá nhiều cho chuyện chi tiêu bản mệnh cần tự nhắc nhở bản thân nên tiết kiệm hơn tránh phung phí cho những công việc không thực sự cần thiết khi đồng tiền eo hẹp bạn nên hạn chế ăn chơi trưng diện chạy theo xu thế mua sắm bên ngoài hoặc tham gia vào quá nhiều các hoạt động vui chơi ngày tết người làm đầu tư kinh doanh cũng cần hết sức cẩn trọng trong việc mở rộng làm ăn tốt nhất hãy điều tra rõ về thị trường trước khi đưa ra các quyết định Tử vi tuổi Dậu tháng 1 âm lịch năm 2022 về phương diện tình cảm. Tháng đầu tiên của năm mới, chuyện tình cảm của con giáp này tiến triển theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực chủ yếu dựa vào cách hành xử của bạn. Ngay từ những ngày đầu năm, người độc thân được Mộc Dục chiếu mệnh nên đã biết cách quan tâm hơn đến ngoại hình và phong thái của mình, từ đó nhận được sự chú ý của nhiều người khác giới hơn. Khi được mọi người yêu mến, bạn cũng nên đối xử với mọi người một cách chân thành, có như vậy thì tình cảm mới có thể lâu bền con giáp này cần hết sức tránh bản tính phong lưu đa tình giữ quan hệ mập mờ với quá nhiều người một lúc thái độ vui chơi qua đường bắt cá hai tay sẽ khiến những người thật lòng với bạn bị tổn thương khiến hình ảnh của bạn cũng trở nên xấu hơn trong mắt mọi người người đã lập gia đình phải chịu tác động của cuộc diện ngũ hành tương khắc dù là thời điểm đầu năm nhưng các cặp đôi vẫn khó tránh khỏi chuyện mâu thuẫn cãi vã hai người hãy tự nhắc nhở nhau rằng một điều nhịn là chín điều lành đôi bên không nên quá so đo tính toán với nhau đặc biệt là khi tết nhất cần giữ cho bầu không khí gia đình được êm ấm thì sau đó mới gặt hái được nhiều điều may mắn bản mệnh cũng có thể nhân thời điểm năm mới để có cách hâm nóng cảm xúc cho đôi bên ví dụ như đi du xuân thăm nom họ hàng tin rằng những hoạt động này có thể giúp cho quan hệ đôi bên trở nên khăng khít hơn bạn và người ấy sẽ có thêm những kỷ niệm đẹp tử vi tuổi Dậu tháng 1 âm lịch năm 2022 về phương diện sức khỏe. Theo tử vi tháng 1 năm 2022 tuổi Dậu âm lịch, tình hình sức khỏe của người tuổi Dậu khá tốt trong khoảng thời gian này. Với tinh thần vui vẻ, hăng hái, bản mệnh sẵn sàng bắt tay vào bất cứ công việc hoặc hoạt động nào. Tuy nhiên, bạn nên tự nhắc nhở bản thân sinh hoạt điều độ, không nên thức quá khuya cũng như không nên ăn quá nhiều món ăn nhiều dầu mỡ. Dù đang là Tết nhất nhưng nếu không chú ý, bạn vẫn rất dễ gặp phải các vấn đề về tiêu hóa. Trong quá trình tham gia giao thông, bạn cần giữ cho đầu óc mình luôn tỉnh táo, đặc biệt không lái xe sau khi uống rượu để tránh những sự cố đáng tiếc gây ảnh hưởng đến chính bản thân và người khác. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi dậu trong tháng 1 năm 2022 âm lịch này. Tuổi đinh dậu, thuộc mệnh hỏa, nam thủy diệu, nữ mộc đức. Khẩu quyết, chú ý giữ gìn sức khỏe, ăn uống và sinh hoạt điều độ quý nhân người tuổi mão người tuổi tuất tiểu nhân người tuổi dậu người tuổi thìn màu sắc may mắn màu hồng màu đỏ tuổi kỳ dậu thuộc mệnh thổ nam mộc đức nữ thủy diệu khẩu quyết chưa tập trung cho công việc vẫn còn muốn nghỉ ngơi quý nhân người tuổi mão người tuổi tuất tiểu nhân người tuổi ngọ người tuổi thìn màu sắc may mắn màu vàng màu hồng tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc nam vân hán nữ la hầu khẩu quyết chuyện tài lộc không tiến triển, hạn chế tiêu dùng, mua sắm quý nhân, người tuổi hợi, người tuổi tỵ, tiểu nhân, người tuổi mão, người tuổi tý, màu sắc may mắn, màu tím, màu trắng, tuổi quý dậu thuộc mệnh kim, nam thủy diệu, nữ mộc đức, khẩu quyết vợ chồng cần hạn chế mâu thuẫn, giữ gìn hòa khí trong gia đình, quý nhân, người tuổi thân, người tuổi tuất, tiểu nhân, người tuổi mùi, người tuổi ngọ, màu sắc may mắn, màu tím, màu hồng tuổi Ất Dậu, thuộc mệnh Thủy, nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu. Khẩu quyết biết chú ý đến ngoại hình, nhận được sự chú ý của nhiều người khác giới. Quý nhân, người tuổi Tỵ, người tuổi Tý. Tiểu nhân, người tuổi Sửu, người tuổi Thìn. Màu sắc may mắn, màu đen, màu vàng. Các bạn thân mến, trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ về vận trình tử vi của tuổi Dậu trong tháng 1 năm 2022 âm lịch hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ các bạn có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc của mình được thuận lợi suôn sẻ nhất cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại